Thầy xin chào tất cả các em. Thầy giới thiệu, thầy tên là Trình Quốc Sĩ, giáo viên trường tiểu học Lạc Quới, huyện Chi Tôn. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết toán hôm nay. Để giúp chúng ta học tốt tiết toán này, các em cần chuẩn bị cho thầy sách giáo khoa, vở trắng, bút mực, bút chì, bảng con. Và thầy có một điều lưu ý, khi ngồi học, các em phải ngồi học đúng tư thế, tránh tiếp xúc gần với điện thoại hoặc máy tính nhé. Chào mừng các em đến với môn toán lớp 2, sách Trăng trời sáng tạo. Để giúp chúng ta củng cố lại kiến thức của bài học trước, thầy và các em khởi động. Cùng đọc lại bảng chia 5 nhé. 5 chia 5 bằng 1, 10 chia 5 bằng 2, 15 chia 5 bằng 3, 20 chia 5 bằng 4, 25 chia 5 bằng 5, 30 chia 5 bằng 6, 35 chia 5 bằng 7, 40 chia 5 bằng 8, 45 chia 5 bằng 9, 50 chia 5 bằng 10. Cùng đọc lại một lần nữa nhé. 5 chia 5 bằng 1, 10 chia 5 bằng 2, 15 chia 5 bằng 3, 20 chia 5 bằng 4, 25 chia 5 bằng 5, 30 chia 5 bằng 6, 35 chia 5 bằng 7, 40 chia 5 bằng 8, 45 chia 5 bằng 9, 50 chia 5 bằng 10. Tiết toán hôm nay chúng ta tiếp tục học bảng chia 5 tiết 2, sách trang 26. Để học tốt tiết học này, các em cần chuẩn bị cho thầy đồ dùng học tập, gồm có toán tập 2, bảng con, phấn, vở trắng, thước kẻ, bút chì và hình khối lập phương. Nội dung bài học hôm nay gồm có các phần như sau. Phần 3 luyện tập, phần 4 củng cố kiến thức. Ở tiết 1, thầy và các em đã tìm hiểu xong phần 1, phần 2. Ở tiết 2 này, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp, đó là phần 3 luyện tập và phần 4 là củng cố kiến thức. Thầy và các em sẽ đi vào phần 3 luyện tập. Bài tập số 1 yêu cầu tính nhẩm. Bài này chúng ta hoạt động cá nhân. Ở đây có các phép tính, chúng ta sẽ tìm kết quả cho các phép tính này. Cách làm là tính nhẩm, chúng ta sẽ dựa vào bảng chia hoặc bảng nhân tương ứng. Thì chúng ta sẽ dựa vào bảng chia chúng ta vừa học để tìm kết quả nhé các em. Rồi, bây giờ thầy và các em sẽ cùng tìm kết quả. Bài thứ nhất, 20 chia 5 bằng mấy? Đúng rồi, 20 chia 5 bằng 4. 30 chia 5? 30 chia 5 bằng 6. 15 chia 5? 15 chia 5 bằng 3. 25 chia 5? 25 chia 5 bằng 5. 45 chia 5? 45 chia 5 bằng 9. 35 chia 5? 35 chia 5 bằng 7. 10 chia 5? 10 chia 5 bằng 2. 50 chia 5? 50 chia 5 bằng 10. 5 chia 5? 5 chia 5 bằng 1. 40 chia 5? 40 chia 5 bằng 8. Đúng rồi các em, chúng ta vừa tìm được kết quả của các phép tính chia. Rồi bây giờ thầy và các em cùng đọc lại các bài toán này nhé. 20 chia 5 bằng 4, 30 chia 5 bằng 6, 15 chia 5 bằng 3, 25 chia 5 bằng 5, 45 chia 5 bằng 9, 35 chia 5 bằng 7, 10 chia 5 bằng 2, 50 chia 5 bằng 10,
5 chia 5 bằng 1, 40 chia 5 bằng 8. Cùng đọc lại một lần nữa nhé. 20 chia 5 bằng 4, 30 chia 5 bằng 6, 15 chia 5 bằng 3, 25 chia 5 bằng 5, 45 chia 5 bằng 9, 35 chia 5 bằng 7, 10 chia 5 bằng 2, 50 chia 5 bằng 10, 5 chia 5 bằng 1, 40 chia 5 bằng 8. Các em cùng thầy sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta làm gì các em? Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta điền số. Bài này chúng ta cũng hoạt động cá nhân. Các em sẽ điền số vào những chỗ chấm có dấu chấm hỏi nhé. Cách làm là chúng ta cũng dựa vào bảng chia hoặc là phép nhân tương ứng để chúng ta điền số. Điền số ở đây là số gì các em? Đúng rồi, chính là số bị chia nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng hoạt động cá nhân nè. Rồi, bây giờ bài đầu tiên, mấy chia 5 bằng 5? Rồi, đúng rồi các em, 25 chia 5 bằng 5. Bài tiếp theo, mấy chia 5 bằng 6? Đúng rồi, 30 chia 5 bằng 6. Mấy chia 5 bằng 7? 35 chia 5 bằng 7. Mấy chia 5 bằng 4? 20 chia 5 bằng 4. Mấy chia 5 bằng 10? 50 chia 5 bằng 10. Mấy chia 5 bằng 9? Đúng rồi, 45 chia 5 bằng 9. Mấy chia 5 bằng 8? 40 chia 5 bằng 8. Mấy chia 5 bằng 3? Đúng rồi các em, 15 chia 5 bằng 3. Và các em cùng thầy đọc lại các phép tính này nhé. 25 chia 5 bằng 5, 30 chia 5 bằng 6, 35 chia 5 bằng 7, 20 chia 5 bằng 4, 50 chia 5 bằng 10, 45 chia 5 bằng 9, 40 chia 5 bằng 8, 15 chia 5 bằng 3. Đọc lại một lần nữa nhé. 25 chia 5 bằng 5, 30 chia 5 bằng 6, 35 chia 5 bằng 7, 20 chia 5 bằng 4, 50 chia 5 bằng 10, 45 chia 5 bằng 9, 40 chia 5 bằng 8, 15 chia 5 bằng 3. Các em cùng thầy đến với bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu mỗi hình thể hiện một số, em hãy tìm các số đó. Chúng ta có hai câu, câu A và câu B. Chúng ta nhìn vào câu A. Hình ở đây là hình các con vật. Các con vật này là thể hiện một số. Bây giờ chúng ta dựa vào bảng chia hoặc bảng nhân để tìm những cái số ẩn dưới các con vật này nhé. Ví dụ, câu A 50 chia mấy bằng 10 thì cái số ẩn dưới con mèo này chính là cái số cần tìm. Để làm được bài tập số 3 này, thầy có gợi ý như sau. Gợi ý cách làm có 3 cái gợi ý. Thứ nhất, các câu có phép tính khác nhau. Ở mỗi câu A, B, các con vật giống nhau, thể hiện cùng một số. Dựa vào bảng nhân, bảng chia đã học để làm bài. Thầy nhắc lại gợi ý. Gợi ý thứ nhất, các câu có phép tính khác nhau. Gợi ý thứ hai, ở mỗi câu A, B, các con vật giống nhau, thể hiện cùng một số. Gợi ý thứ ba, dựa vào bảng nhân, bảng chia đã học để làm bài. Các em cùng thầy sẽ làm bài tập số 3 nhé. Chúng ta sẽ đến với câu A. Chúng ta sẽ tìm cái số ẩn dưới các con vật này nhé. Câu thứ nhất, 50 chia mấy bằng 10? Vậy
Chú mèo này là thể hiện số mấy các em? Đúng rồi, chú mèo này là thể hiện số số 5. 50 chia 5 bằng 10. Vậy chúng ta sang câu thứ hai. Vậy chú mèo này là thể hiện số mấy? Đúng rồi, số 5. Vậy 5 nhân mấy bằng 10? Chú vịt này là thể hiện số mấy? Đúng rồi các em. Chú vịt này là số 2. 5 nhân 2 bằng 10. Vậy ở trên chúng ta có chú vịt là số 2. Vậy sang câu 3, chú vịt cũng là số mấy? Số 2. Đúng rồi nha, số 2. Vậy mấy chia 2 bằng 10? Vậy chú gà này là thể hiện số mấy? Đúng rồi các em. 20 chia 2 bằng 10. Chúng ta cùng đọc lại với thầy nhé. 50 chia 5 bằng 10. 5 nhân 2 bằng 10. 20 chia 2 bằng 10. Các em cùng thầy sang câu B. Chúng ta cũng tìm cái số ẩn dưới các con vật. Câu đầu tiên, mấy cộng mấy bằng 10? Vậy chú chim cú này là thể hiện số mấy? Đúng rồi các em, thể hiện số 5. Vậy 5 cộng mấy? Đúng rồi, 5 cộng 5 bằng 10. Chúng ta sang câu thứ hai. Vậy chú chim cú này là thể hiện số mấy? Số 5, đúng rồi các em. 30 chia 5 bằng mấy? Vậy chú công này là thể hiện số mấy? Đúng rồi, chú công này là thể hiện số 6. 30 chia 5 bằng 6. Ở câu số 2 chúng ta có chú công là số 6. Vậy câu thứ 3 chú công cũng là số 6. 6 chia mấy bằng 3? Vậy chú ông này là thể hiện số mấy? Đúng rồi các em, chú ông này là thể hiện số 2. 6 chia 2 bằng 3. Các em cùng đọc lại với thầy nhé. 5 cộng 5 bằng 10. 30 chia 5 bằng 6. 6 chia 2 bằng 3. Các em cùng thầy trở lại bài tập số 3 nhé. Mỗi hình thể hiện một số, em hãy tìm các số đó. Ở đây chúng ta có hai câu A và B. Thì các con vật chúng ta vừa tìm được. Chú mèo thể hiện số mấy các em? Đúng rồi, số 5. Chú vịt thể hiện số mấy? Số 2. Chú gà thể hiện số mấy? Số 20. Chú chim cú thể hiện số mấy? Số 5. Chú công thể hiện số mấy? Số 6. Chú ong thể hiện số mấy? Số 2. Đúng rồi. Các em cùng thầy đọc lại câu A trước nhé. 5 chia 5 bằng 10. 5 nhân 2 bằng 10. 20 chia 2 bằng 10. Câu B. 5 cộng 5 bằng 10. 30 chia 5 bằng 6. 6 chia 2 bằng 3. Thầy để giúp chúng ta củng cố lại kiến thức đã học là bảng chia 5. Thầy và các em sẽ cùng chơi một trò chơi nhé. Trò chơi có tên là ai nhanh hơn? Thầy có phép tính thứ nhất. 25 chia 5 bằng mấy? A bằng 6, B bằng 5, C bằng 3. Chúng ta chọn cho thầy một đáp án đúng. Vậy đáp án đúng là chúng ta sang câu thứ hai. 30 chia 5 bằng mấy? Chúng ta cũng có 3 đáp án. A bằng 6, B bằng 5, C bằng 3. Vậy chúng ta chọn cho thầy một đáp án đúng. Đáp án đúng là chia 5 bằng 6. Đúng rồi. Chúng ta sang câu thứ 3. 40 chia 5 bằng mấy? Chúng ta cũng có 3 đáp án.
A bằng 7, B bằng 9, C bằng 8. Vậy chúng ta chọn đáp án nào các em? Chia 5 bằng 8. Thầy có câu tiếp theo. 15 chia 5 bằng mấy? Chúng ta cũng có 3 đáp án. A bằng 5, B bằng 3, C bằng 4. Chúng ta chọn cho thầy một đáp án đúng. Vậy đáp án đúng là mấy các em? Đúng rồi, 15 chia 5 bằng 3. Các em về học cho thầy thuộc bảng chia 5, chuẩn bị bài giờ phút xem đồng hồ tiết 1. Thầy nhắc lại, các em học thuộc lòng bảng chia 5, chuẩn bị bài giờ phút xem đồng hồ tiết 1. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc các em.